Em hỏi một câu cuối cùng thôi. Anh có người yêu hay có vợ chưa? Anh chưa có người yêu, chưa có vợ là chắc là em vẫn còn cơ hội đúng không? Và đây là bà Nguyễn Thị Bé. Em có phải là cô gái bé bỏng nhất trong nhà chung không? Nói về tâm hồn á. Chắc là vậy chị. Sao vậy? Do em thấy cũng khi người quen cũng trưởng thành hơn như một vài bạn gì đó. Nhưng chắc là mấy chú chị đã lớn nhưng mà lại cũng còn rất là ngây thơ trong sáng hơn em nữa. Vậy tính ra mình đâu phải là bé nhỏ, bé bỏng nhất trong nhà chung đâu. Mình cũng là người cũng tư duy trưởng thành, ít hồn nhiên hả? Dạ chắc vậy chị. Nếu như mà em bước ra khỏi chương trình vào 4 tháng sau á, cái điều đầu tiên em sẽ làm là? Điều đầu tiên sẽ làm là về nhà gặp ba mẹ rồi đi về quê. Gặp ông bà. Để em đoán xong bà nội nói gì với em. Thật sự cái đó em cũng không đoán được. Và là em chưa thể biết rồi là ông nội với nội em nói gì. Em muốn thử coi thử. Giờ có nhớ ba mẹ không? Dạ có chị. Em có nghĩ ba mẹ sẽ đến đây không? Không. Tất nhiên rồi đó. Sao đường xa quá. Với lại rẫy đang mùa làm nữa nên làm sao mà bỏ ngang công việc. Thôi bây giờ mình tận dụng công nghệ đi. Mình trả lại điện thoại cho bé. Bé gọi cho ba mẹ nha. Dạ. Khỏe không? Không khỏe. Ba má khỏe không? Cũng khỏe nhưng mà con ấy bé có biến nhanh nha. Dạ mai con phẫu thuật quá. Ba ơi, mai con phẫu thuật quá. Mấy con phẫu thuật rồi, coi như con ấy phải bình tĩnh nha. Đừng có tâm lý nha. Dạ. Đừng có sợ sạch rồi, coi như nó ảnh hưởng đến sức khỏe đó. Coi như ảnh hưởng đến rồi, coi như cái công làm coi như của bác sĩ đó nha. Dạ, mấy tháng nữa con về. Con tin con sẽ làm được mà. Con mình cố lên nha. Dạ. Em có muốn làm một điều gì đó đặc biệt trước khi em bước vào phòng phẫu thuật không? Nói ra nó cười lắm luôn. Không, nói thử coi tôi có cười không nè. Em muốn tỏ tình hình cho anh bác sĩ trong khoa chụp X quang trong bệnh viện đang nào luôn. Anh nào vậy? Anh nói tên Quyền. Anh nó đẹp không? Có một nụ cười tỏ ra. Em để ý ảnh được cái hồi bước vô chụp lần đầu hay là mấy bữa nay ảnh chăm sóc đặc biệt quá mà em để ý. Là từ lúc đầu em thấy luôn. Tức là lực cái ảnh nhìn đầu tiên luôn hả? Dạ lúc mà vô khám tổng quát là lúc 20 á. Mình phải nói cho ảnh biết tình cảm của mình. Thì em muốn nói là em muốn khẳng định là tình cảm mình dành cho đúng người không. Nếu mà không được thì mình cũng không có hy vọng để coi mình tổn thương. Mình sẽ nói được ra, dám đối diện với chính mình. Mình tự tin, mình thích ai thì mình nói thẳng. Được được không được thôi. Mà biết đâu được. Dạ. Chào bác sĩ Quyền ạ. Dạ, tới luôn rồi. Tới luôn rồi, em trốn không kịp nữa đâu vậy. Xin mời bác sĩ Quyền ngồi ạ. Đầu tiên bây giờ, bé. Em hiện tại em cảm thấy thế nào? Em cảm thấy rất là vui, cũng khá là hồi hộp. Tâm lý trước khi mổ thì ai cũng như vậy. Thực ra là em không có nói là anh có tình cảm với em mà em nói là đây là cái bản thân em nói là em thật sự là thay tự thấy vui khi thấy anh chẳng hạn, đó gọi là em có cảm tình với anh thôi, còn lại là cái đó là cái quyền của em mà. Anh đâu có cấm được đâu. Anh cảm ơn. Thì ba ngày mai em phẫu thuật ạ. Thì em có lo lắng gì nhiều không? Dạ không, thật sự em rất là thoải mái luôn. Thoải mái luôn hả? Dạ. Thì anh cũng chúc cho em những điều mà tốt đẹp nhất. Thầy ca thành công của em, ca phẫu thuật của em sẽ thành công nhất. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn bác sĩ Quyền rất nhiều ạ. Từ từ, lại cho em hỏi anh một câu cuối cùng. Có cần chị ở đây không chị đi? Dạ không, chị ở đây bình thường đi mất gì thì, đâu. Thì em coi chị giả bộ, chị biết nhắc hỏi một câu cuối cùng thôi. Anh có người yêu hay có vợ chưa? Cái gì mà thẳng thừng quá vậy? Chị phải trên bên em một khóa. Em phải hỏi là dạo này công việc anh tốt không trước để mới hỏi tiếp hiểu không? Em hỏi lại đi. Thôi em vẫn hỏi câu đó, anh có người yêu hay là có vợ chưa? Hiện tại thì công việc nó cũng đang hơi bận bịu một chút nên là anh cũng chưa có thời gian để đi tìm hiểu những cái về tình yêu gì đấy. Thấy chưa, phải hỏi công việc trước thì người ta mới trả lời là như vậy, khỏi mình hỏi đỡ hỏi câu kia hiểu không? Không, em hỏi em cứ hỏi thẳng với em câu thôi. Bởi vậy. Rồi bây giờ cái hỏi câu nào nữa không? Vậy tranh thủ luôn nè. Anh chưa có người yêu, chưa có vợ là chắc là em vẫn còn cơ hội đúng không? Trước hết thì em cứ cố gắng nhất, cố gắng để thành công trong cái ca phẫu thuật của mình. Sau đấy nếu như mà nếu như mà có cơ hội mà em có thể
tiếp tục mà làm việc hoặc là sinh sống ở ngoài này thì lúc đấy chúng ta sẽ tính đến nghe cái chuyện phía sau nhé. Học điều dưỡng đi em, học điều dưỡng, học ngành X quang, hiểu không? Ý ảnh là vậy đó anh. Rồi. Không em, anh nghe anh nói vậy là tức là em vẫn còn cơ hội là em vui à? Cảm ơn bác sĩ Huyền đến đây à. Anh có thể tiếp tục công việc ở bên bệnh viện ạ. Rồi chúc em thật nhiều may mắn nha. Và mọi người ơi, đừng quên ủng hộ cho bạn Nguyễn Thị Bé. Cô bé ở Kon Tum đã luôn luôn giữ một cái nụ cười tươi trên môi và ước mơ khao khát trở thành ca sĩ. Và hy vọng là mọi ca phẫu thuật của bạn ấy sẽ thành công để bạn ấy có thể chạm đến ước mơ của mình. Nhấn đăng ký kênh để đón xem những mặt lột xác ngoạn mục nhất từ chúng tôi.